Đấy, bây giờ ta quay lại cái bài tính tổng. Sửa cái con số cơ bản thành bài tính tổng các số. Tính tổng hai số. Chỗ này thưa quá này. Ở trong quá trình làm giao diện thì các em nên làm giao diện nhỏ, nhắn, xinh xắn, không nên làm rộng quá. Chỗ này cho bé đi. Đây phần tính tổng hai số cho nó con nó bé lại cho em. Đây phần này này, các em kéo lên trên này. Đấy. Trong quá trình này các em thấy cả cái phần mà người ta hay có phần bao bọc bên ngoài cho nó gọn đi. Thì cái đấy là con chôn ở group box. Dùng rất là dễ thôi. Đấy. Các em mở cái mục container ra. Mọi người mở hết rồi chưa? Thấy cái group box này, các em chọn group box này. Sau đó quét chuột. Đấy. Các em nhìn thấy làm chưa? Thế làm lại nhá. Chọn mở cái mục container. Chúng ta chọn vào cái group box. Kích chuột trái này. Sau đó nó có biểu tượng dấu cộng. Và cái này các em nhấn chuột trái xuống. Quét chuột kéo này. Thả. Đấy, toàn bộ ba cái phần tích box neighbor này sẽ nằm gọn trong cái group box. Đấy, nhiều quá. Được rồi. Group box. Đây. Bây giờ đủ rồi, chúng ta chỉnh lại cái form cho nó bé vào. Tính tổng hai số căn ở giữa này. Đấy. Căn ở giữa. Cái giao diện nó nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Đấy, chỉ cần nó bằng này thôi. Đấy, trên là 6. Nó mục đích là nhìn nó gói thông tin mà nó thay khôn vùng. Trên là 6. Đấy. Cái group box 1 các em đổi cái text của nó đi. Group box tiền tố các em lấy ba chữ cái đầu tiên là GLP này. Box là thông tin là info này. Đấy. Chỗ phần text các em sửa thành phần thông tin thôi. À. Demo giờ chúng ta đổi hết chữ nó có nghĩa đi. Đây là phần tính này. Em xin trở thành chữ thoát này. Đấy. Để đổi cái trong suốt các em chọn vào group box. Sau đó chọn backscanner này. Chọn sang tab web. Chọn change fashion cho trong suốt đi. Đấy. Thế kích thước nó ngon này rồi, chúng ta khóa lại. Copy kích thước hiện tại. Sau đó paste vào max và min. Đấy. Không cho người ta kích dấu ô vuông to, chúng ta chọn max size box bằng form. Thôi chạy cho nó ngon này chứ. Chẳng thế nhỉ. Đây các em thấy này, tính tổng hai số ABC. Đây khóa cái dấu vuông ra. Các em có hay sử dụng tab không? Đây còn cái vấn đề tiếp theo là thứ tự các tab khi chúng ta nhấn này. Giờ các em nhìn ở trên giao diện có một cái nút nó ghi là tab order, chính là thứ tự khi nhấn tab. Các em chọn đây này. Nút này ở trên form hiển thị các phần thứ tự. Đây cái phần nút tab order này, click vào đây. 12 thì em click vào cái F button này, thêm nó vào. Có cái tab order thôi. Đây tab order này, chọn nó vào thì có. Ghi chuẩn trên có tab order trên là ra rồi này. Đấy. Đây chính là cái cách mà chúng ta đặt xem là các control thứ tự lần lượt nhấn tab thế nào. Nhấn tab là từ A đến B, C, A đến C đến B này. Thế các em chọn lên này, sau đó thứ tự này, 1 này. Với cái phần có group box thì các em phải chọn ra bên ngoài trước. Không được nóng vội, nhảy thác vào trong sẽ bị lỗi ngay. Và các em phải thứ tự từ bên ngoài, để thể là 0 này. Lại nè. Tab đi này. Đây cho là 0 này. Các em phải cho từ phần bên ngoài, từ phần lớn nhất đến phần nhỏ. Các em chọn bên ngoài trước 1 này. Sau đó trong này lần lượt từ A này, B này, S này.
sau đó tính này, thoát đấy. Lúc này trên lúc mình chạy nó sẽ thường được thứ tự như thế. Bây giờ trước khi cô can kiểm tra lại tên control mình đặt chuẩn chưa? Cái tên bóc chúng ta sẽ tiền tố là gì nhỉ? TIT đúng rồi đấy, TIT A này. Đấy. TIT B này. TIT S. Cái bắt tường chúng ta đặt tên là BTN. Tính này. BTN thoát. Đấy. Ờ, xong rồi chúng ta sẽ kích vào nút tính để làm thao tác cho nó. Kích nút vào. Cái phần WinForm hay WebForm hay Consonant thì khác nhau với phần đầu vào đầu ra thôi. Tức là Input Output mình hiển thị khác nhau thôi. Còn lại các cái phần công nghệ xử lý thì giống hệt nhau. Như Consonant chúng ta tính tổng hai số thì cần viết ra thông báo cho chúng ta, xong là deadline đọc vào, xong chuyển đổi kiểu tính toán ở phần WinForm như thế. Khác một cái là ở phần WinForm không phải là console.deadline mà là tên của textbox.text này, a.text. Cái này nó sẽ ngang với cái phần bên WinForm là console.deadline. Đấy, các em thấy chưa? Anh để cái phần, đây là phần ví dụ nhá. Đây là phần này, phần nó ngang hẳn nhau. Đây. Chấm text này bằng với console.deadline và hai cái đều trả về một chuỗi. Sau đó có chuỗi chúng ta chuyển đổi kiểu bằng cách nào nhỉ? Dùng hẳn gì? Dùng in.path hoặc convert.to hoặc try-path hoặc đúng không? Chỉ có ba cái đó, phải ép kiểu chưa dùng được hẳn. Ở đây thế giờ lấy giá trị này, các khai báo các biến này. Từ đây là in a này bằng 0 này, b bằng 0 này. Đấy, sau a các em gắn bằng in.path. Ở bên kia là console này, chấm deadline. Cái phần này các em quen thuộc đúng không? Ở bên phần console chấm deadline. Đấy. Nhưng đây là WinForm, vì vậy chúng ta sẽ thay thế cái console chấm deadline bằng một cái tương ứng bên này lấy giá trị. Đây chính là cách lấy giá trị trong WinForm, là tên control là chúng ta lấy text a này, txt a này chấm text. Nó sẽ lấy đúng cái người ta nhập vào cái ô a. Đấy. Tương tự tôi sẽ có b bằng in chấm path txt b chấm text. Đây chính là cái phần lấy giá trị cho vào cái biến. Sau đó tính tổng s chỉ bằng a cộng với b, rất đơn giản. Tiếp theo là hiển thị thị lên control. Control nơi cụ thể chính là cái textbox. Chúng ta sẽ có là tên textbox là txts có hiển thị này chấm text gắn bằng chuỗi cần hiển thị. Chuỗi cần hiển thị của chúng ta đây là gì các nhỉ? Tổng hai số đúng không? Cái chuỗi hiển thị chúng ta đây là gì? Tức là thay cái chuỗi thị bằng cái gì để đúng ấy? Tổng hai số thì ta sẽ là a cộng b bằng s đúng không? S chấm to string đúng không? Hoặc là các em muốn viết theo kiểu như này không? A cộng với b bằng s. Như vần tham số bên kia sẽ là 0 cộng 1 bằng 2 đúng không? Ở đây chúng ta sẽ dùng một cái khác. Các em phải bán này trình đi săn. Ở đi săn đây sẽ bằng trình này chấm format. Đấy. Đây sẽ là 0 này cộng với 1 này. 0 chúng ta sẽ thay A, 1 thay bằng B này bằng với tham số thứ hai. Đấy kép. Ở phần console các em hiểu chuyển thẳng, còn bên phần WinForm ta phải đúng đằng này trình chấm format. 0 cộng 1 bằng 2 chuyển tương ứng là A, B, S. Đấy. Và cái chỗ phần textbox này chấm text các em chỉ cần thay thế bằng trình đi săn. Hoặc em bỏ cái biến trung gian đi, thay thế bằng dưới cũng thế, không sao cả, em muốn viết tách ra để các em dễ nhìn. Đây, có khác mỗi trình trong format này. Nếu ai mà chưa thấy hơi lạ thì ghi vào. Em chạy thử luôn nhá, nhanh thôi. Ví dụ đây ở 3 này và 5. Kết quả sẽ hiển thị 3 cộng 5 bằng 8 ở trong S. Thấy chưa? Phát đi, ok. Ở trong lần này các em thấy đoạn nào khó hiểu không? Em giải thích lại nhá. Cái phần tt.text
là cái có tác dụng là vừa lấy giá trị ra được con trôn này, vừa gắn lại giá trị bằng cái phần dỗ kết quả này. Có cái phần đây là trả về một chuỗi, có chỗ đồ chúng ta muốn chuyển của dữ liệu thì dùng các hàm chuyển đổi kiểu là in.path này, in.typepath hay là kiểu chung chung là .typepath chẳng hạn. Và có giá trị chúng ta sẽ xử lý các thuật toán. Đây là phần xử lý này, vì cái này chỉ là tính tổng nên là xử lý nó ít. Về nhà các em làm các bài chương trình bậc nhất, chương trình bậc hai giải hệ phương trình hoặc tất cả các bài về ma trận về mảng các em làm được đó. Cái này xử lý lỗi thì cũng như trong con trôn. Đúng rồi, như nhau hết rồi. Trường hợp là các em thấy làm lỗi thì dùng chai kép vào đây là xong. Tức là cái phần này các em không phải giới bóng bột, môi trường nào là nó hỗ trợ hết rồi. Chỉ khác nhau một cái chúng ta xử lý lấy giá trị và xuất giá trị ra đâu thôi. Còn lại code các em thấy có khác gì đâu. Thậm chí các em copy cái code ngày xưa con Sunday sang sửa đúng cái phần là con hình chấm đai bằng metal.sâu chẳng hạn, hoặc là nhập vào Disney bằng cái tay.tech, thấy không? Về nhà các em làm một số bài tập khác nhé. Đơn giản nhất làm cái giải hệ phương trình này hay phương trình này, làm các bài về mảng. Mảng một chiều ấy, cái đợt mảng một chiều cũng phần tách chuỗi các em giờ nhập bằng, cho người ta nhập vào tích bóc, sau đó mình bóc tách cái chuỗi ra bằng cái SPNIT đi, sau đó xử lý bình thường.